và người thì chúng ta sẽ để một quả cà phê với không gian rất là đẹp và ấm cúng buổi sáng hôm nay. Nhưng mà ấm cúng thì cũng là để nghĩ rằng thì như chúng ta đã biết, với một cái khuôn mặt thì đầu tiên muốn có một khuôn mặt đẹp thì chúng ta phải coi hình dáng của khuôn mặt. Nếu như một cái khuôn mặt gầy thì sẽ phải làm cho đầy đặn hơn để chúng ta nhìn có vẻ tươi trẻ hơn. Còn nếu như một cái khuôn mặt mà to và hơi cung bính, hơi cuốn thì một tí thì chúng ta có thể là làm thon gọn khuôn mặt hơn. Như vậy thì hai cái công nghệ mà chúng ta nên cần suy nghĩ đến là chính là thơ mát hoặc là therapy. Như vậy thì sự lựa chọn nào cho thơ mát và sự lựa chọn nào cho therapy? Đầu tiên, đối với những bạn có khuôn mặt mà hơi nhiều mỡ thì chúng ta nên sử dụng công nghệ là therapy. Tại vì therapy có một cái đầu tiết là tới 4.5 và một đầu tiết nữa để chúng ta 6.0, nó có thể giải quyết những cái vùng ô mỡ ở dưới góc hàm của các bạn, làm cho cái làn da các bạn săn chắc hơn, giãn hơn, mỡ tốt hơn. Còn đối với công nghệ Thermax thì cái sóng Thermax là một dạng sóng RF. Với cái sóng RF nó phát nhiệt thì nó sẽ làm cho khuôn mặt mình săn chắc hơn, tạo collagen tốt hơn và cái sự tiêu mỡ cũng tắt đi. Vì cái sóng Thermax là một cái dạng sóng đi từ từ trên bề mặt da xuống đến tận ở dưới da, là có chiều sâu là khoảng 4.5. Và với hai công nghệ này thì đây là sự lựa chọn để cho các bạn có thể làm đẹp nhanh nhất và gọn nhất và làm cho cái khuôn mặt các bạn thon gọn. Như vậy thì đối với những cái khuôn mặt gầy hóp thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Dĩ nhiên các bạn sẽ phải nghĩ đến một cái chất làm đầy nào đó. Tại sao bác sĩ lại dùng một từ chất làm đầy nào đó? Vì trong cái chất làm đầy nó sẽ có là mỡ tự thân hoặc là filler. Khi nào chúng ta chọn mỡ tự thân và khi nào chúng ta chọn filler? Đối với mỡ tự thân là khi nào các bạn cần phải bù một cái thể tích nhiều thì các bạn hãy chọn mỡ tự thân. Vì với một cái thể tích lớn như vậy thì mỡ tự thân vẫn là sự lựa chọn an toàn. Vậy mỡ tự thân sẽ lấy từ đâu? Lấy từ cái vùng mà mỡ dư thừa, ví dụ như vùng bụng, vùng eo hoặc là vùng bắp tay của các bạn. Sau đó các bác sĩ thẩm mỹ sẽ đi tăng mỡ và cái ngược lại trên bề mặt da của chúng ta, làm cho cái khuôn mặt đầy hơn. Còn đối với những cái khuôn mặt mà có thể tích hơi thiếu một chút, muốn nhanh gọn, chúng ta không muốn đau gì cả trong quá trình lấy mỡ thì cũng chọn filler. Như vậy là với những giải pháp là chất làm đầy như là filler hoặc là mỡ tự thân hoặc dùng máy, đó là một sự lựa chọn để chúng ta có thể có một cái khuôn mặt đẹp các bạn nhé. Hy vọng là với một không gian máy như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một khởi đầu ngày mới thật là vui vẻ với những sự lựa chọn sáng suốt cho làn da và vóc dáng của mình. Mình sẽ hẹn các bạn vào một lần sau tặng quán cà phê đẹp này.